mẹ cho tự múc á. Rồi, cho tự múc á. Hey, no. Không có thật, cái tay vào cái muỗng này múc vô. Ừ. Múc lên. Múc lên, bỏ cái tay kia ra, múc bằng cái muỗng thôi nè. Ừ, múc lên đi, múc lên đi. Để dạy nè. Nè nè nè, múc nè. Đó nha. Thấy không? Múc đi nè, tắt tivi nè. Tập trung. Múc ăn kìa, dính kìa, có kìa. Nè, múc ăn vô đi. Chưa biết múc. Biết quậy thì được. Kìa, dính hai cục rồi nè. Rồi đó, đưa vô miệng, đưa vô miệng, đưa vô miệng con nè. Đưa vô miệng đi. Ê đây, trời ơi, xong luôn. Đây. Biết cầm vậy quậy 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 thôi à, chưa có biết múc vô ăn. Cái gì? Sáng nay thấy thương lắm mẹ. Ngủ mê quá nên hả qua khỏi giờ đưa ba đi làm. Cái ba đi làm rồi. Cả 15 phút sau mới dậy. Dậy cái hả, con bồng ra khỏi giường, cái nhìn lên cái giường của con xong kêu ba ba, cái mẹ cái con mới nói là ba đi làm rồi. Cái im. Cái nói xí xô xí xào vậy đó. Cái con đi rửa mặt xong con thay tã rồi con đi xô cho xuống dưới nhà như bình thường. Cái xuống dưới nhà còn bỏ xuống cái chỗ cầu thang, cái chạy chạy ra cái chỗ mà cái ba nó hay ngồi, kêu ba, cái con nói ba đi rồi làm rồi, cái chạy ra nhà xe kêu ba, kêu gian nhà vậy đó. Thân nhau kêu ba cái tên nhau, tên nhau ba ba kêu đi hên xui à, muốn kêu kêu mà kêu mà nó gặp ba nó kêu ba vậy đó. Ba con đâu? Trình nhéo. Ba đâu rồi? Trời, suy nghĩ về nước Mỹ rồi. Cái mặt. Đâu, kêu ba đi. Trình nhéo. Kêu ba đi. Không biết sao cho nó uống sữa này. Cái bắt đầu nó cái đồ thành món đồ chơi của nó luôn. Khoái lắm. Ôm bình sữa đi tới luôn miết. Ê, đổ con. Rồi, bóc luôn. Rồi, để cho nó ăn tiếp.